Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với video nhận định thị trường sau mỗi phiên giao dịch của em ha. Thì video ngày hôm nay em sẽ nói về cái vấn đề mà index của mình liệu đã có đáy một sau phiên ngày hôm nay hay chưa, và sau cái phiên hồi này thì chúng ta có nên vui hay nên nên vui hay chưa, hay là chúng ta vẫn phải quản trị rủi ro. Cũng kèm theo đó là cái vấn đề bắt đáy. Bắt đáy thì có cụt tay không, và cũng vấn đề đây cũng cũng chia sẻ luôn. Thì trước khi vào video, mọi người để lại cho em những lượt like, comment cái ý kiến của mình nhá. Và là anh chị em nào có bắt đáy theo em mà đang có tín hiệu khởi sắc thì chúc mừng tất cả các anh chị ha. Thì chúng ta vào cái phần video ngày hôm nay luôn. Trước tiên là đi tổng quan thị trường thì kết phiên sau ATC thì index của mình còn giảm nhẹ 1,45 điểm, đóng ở 1,217. Thì nay cái điểm hồi của nó ngồi được mấy mấy điểm ha, từ từ điểm thấp nhất. Sàn Hà Nội và Upcom xanh nhẹ, VN30 thì giảm nhẹ 0,99 điểm. Về biến động thì cổ phiếu tăng và cổ phiếu giảm thì tương đối là cân bằng, trong đó có TSH tím này, ORS tím này, rồi nhà Tế Liêm xanh mạnh, rồi tương đối là nhiều cổ phiếu tăng tốt. Nhưng mà ngược lại thì các cổ phiếu đi ngược thị trường giai đoạn vừa rồi như Kinh Bắc lại giảm tương đối là mạnh, giảm gần 6%. SCC, Nam Long, CSV, HAG ha. Những cổ phiếu đi ngược thị trường bây giờ đang bị bán, CTR này. Tác động tới index chiều tăng này có Vinhome, CTG, TPBank, GAT. Chiều giảm thì có Vietcom, MWG, BID, Kinh Bắc ha. Nhưng ngoài ngày hôm nay là một cái phiên bán tương đối rát, bán 1.455,43 tỷ sau ATC. Bán SSI, Vinhome, Thế Chí Đồng, HDBank, Vinamilk này kia ha, toàn là bán trù thôi, bán trù, bán rất mạnh. 10 phiên vừa rồi anh chị em thấy, đặc biệt là thứ năm, thứ sáu và hôm nay ba phiên bán rất mạnh. Thì doanh cuối tuần thì mua ròng mạnh ha, mua 249,82 tỷ. Thanh khoản ngày hôm nay tuy rút chân nhưng mà thanh khoản thấp. Thì vấn đề thanh khoản rút chân thấp này thì là tốt hay là xấu thì chúng ta sẽ cùng vào phần phân tích kỹ thuật ngày hôm nay ha. Thì như anh chị em thấy ở trên màn hình này, hôm nay cái điểm thấp nhất của nó là 1204,6 và điểm đóng hiện tại là 1217, chứng tỏ là index của mình cũng rút chân khoảng đâu đấy khoảng 13 điểm, 13 điểm, và cái điểm cao nhất là 1225 luôn. Tính ra thì từ cái điểm thấp nhất cho đến cái điểm cao nhất của ngày hôm nay thì nó biên động khoảng là 21 điểm, khoảng 21 điểm từ điểm thấp nhất cho đến điểm cao nhất. Đó, thì cũng là một cái biên độ rất là tốt, mà đặc biệt là ngày hôm nay có cái dòng chứng khoán ấy, là cái nhóm hồi tương đối là tốt. Và lý do bắt đáy thì em không có nói nhiều nữa, bởi vì những cái giai đoạn trước này em có chia sẻ mọi người rằng là nếu mà nó đạp mà lưng chừng như này, rút chân như này thì chưa tạo đáy được, nhưng mà đạp bung vôn ra thì nó có may ra nó có tạo đáy ha. Thì hôm thứ sáu cũng là một phiên đóng gần thấp nhờ bung vôn như này. Thì em đánh giá là cái giai đoạn này là mọi người bắt đáy là lợi nhuận nó cao hơn rủi ro, đúng không? Thì viên sáng nó mở gap ra nó xanh xanh nhẹ, em bảo không bắt, nhưng mà còn giờ trưa nó giảm mạnh thì em bảo mọi người bắt, và đầu giờ chiều giảm thì em vẫn bảo bắt, tập trung vào chứng khoán và một vài cổ phiếu chiết khấu sâu á, thì bắt. Thì anh chị em thấy là cũng tương đối rồi, đúng không? Đó. Anh chị em thấy cái nhận định hay thì nhớ để lại cho em những lượt like nhé. Đó này, cái này là em vẽ rất là lâu rồi, kể từ cái giai đoạn này, đúng không? Giai đoạn này nếu mà nó gãy thì nó sẽ về 1205 vì cái kênh giá giới này cùng cùng kèm bên chi là cái giao găm tuần. Thì hiện tại bây giờ nó về đến thấp nhất là hôm nay là 1204,6 đó. Cái bản tiêu cực về đây thì nó sẽ có cái nhịp phục hồi, ít nhất là em đánh giá là khoảng lên 1240 giai đoạn này. Thì anh chị em có thể là chú ý ha, có thể chú ý đủ T. Anh chị em bắt bên em thì bắt hôm thứ sáu á, bắt hôm thứ sáu sáng hôm nay rồi chiều hôm nay bắt thêm ít nữa thì khả năng cao là hàng đủ. Còn anh chị em nào đang kẹp thì cũng bắt để bán T thì đang hòa vốn, ok ha. Còn về các cổ phiếu thì anh chị em thấy trong chứng, bất động sản có hồi tốt này, dòng chứng khoán hồi tốt này, rồi ngân hàng chỉ có TPBank là hồi tốt với OCB thôi, còn lại thì cũng chưa bao nhiêu cả, hồi nhẹ. Thép thì cũng chưa hồi bao nhiêu đó. Thì với cái vấn đề này, với vấn đề thị trường như hiện tại như này thì trước mắt
Trước mắt em kỳ vọng là sẽ có một cái đáy ngắn hạn, sẽ có một cái đáy ngắn hạn ở quanh đây để anh chị em cơ cấu tài khoản. Còn để mà tạo được đáy luôn hay chưa và đi lên luôn hay chưa thì em không có dám chắc được cho mọi người, và em cần cần cái dữ liệu để mà quan sát thêm ít nhất là trong tuần này xem cổ phiếu nó vận động như nào thì em mới dám đưa ra cái nhận định của mình là hồi luôn hay là sẽ như thế nào anh chị nhá. Để anh chị em cố gắng trong tuần này nếu cổ phiếu nó hồi lên, thị trường nó hồi lên quanh 1240 thì anh chị em cố gắng cơ cấu tài khoản của mình, cổ phiếu đang kẹp chúng ta trading thì không này kia thì chúng ta đưa tài khoản về. Nếu mà giả sử như mà nó đi lên luôn á, nó tạo đáy hai, giả sử như giai đoạn này mà nó tạo đáy hai nó đi đi lên á, thì chúng ta sẽ mua ở đáy hai. Còn nếu nó đi lên hình chữ V á, thì thôi chúng ta sẽ chờ điểm mua ở những cái khi mà thị trường nó xuất hiện bùng nổ. Còn không, nếu mà nó hồi lên mà nó quay trở lại, nó xuất hiện những cái phiên đảo chiều á, quay lại đây chỉ hồi nhẹ sau đấy quay lại phá đáy mà rồi mới tạo phiên đảo chiều ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt ở phía bên dưới này khi mà nó tạo cái đáy như này ha. Thì hiện tại bây giờ em cũng nói cho vui là mưa ngày nào thì mát mặt ngày đấy thôi, anh chị em chưa có nên kỳ vọng là thị trường nó sẽ hồi chỗ V này kia ha. Chúng ta tập trung vào cơ cấu tài khoản của mình, tập trung cơ cấu tài khoản của mình để làm sao mà đừng có để những khoản lỗ nó ngày càng nó lớn hơn là được. Chúng ta lỗ thì chúng ta làm sao chúng ta đưa về hòa vốn, nếu mà được lãi được quay trở lại thì càng tốt, còn không thì trước mắt là cứ đưa đưa cổ phiếu mình về hòa vốn sau đấy bán ra để định hình lại thị trường cái đã. Với cá nhân em thì sau phiên ngày hôm nay em cũng chưa em nhắc lại là chưa đánh giá được là thị trường nó có tạo đáy hay hay chưa nha anh chị nhá. Phải đến khi nào nó đủ dữ liệu á thì em mới mới đánh giá được. Vì giai đoạn này anh chị em thấy rằng là cái DXY nó vẫn còn tương đối là căng á, tương đối là căng với cái tỷ giá đang là căng. Với lại cái đỉnh hồi tháng 10 này nó đang quanh 106.6 rồi, cũng là một cái mức tăng khá là sốc. Thì anh chị em vẫn cứ nên bảo toàn nha em ha, nên bảo toàn nha em. Anh chưa dám chắc đâu, cũng có thể nha, cũng có thể một cái kịch bản nữa là index của mình nó sẽ đi lên, cái này là đúng rồi đúng không, cái này là đúng rồi, chúng ta bỏ này. Thì có bây giờ có một cái trường hợp nữa, anh chị em bây giờ phải phải mường tượng ra trong đầu là kịch bản index của nó đi như nào thì chúng ta hành động như thế nha, chứ chúng ta không có khư khư đâu. Có kịch bản như này, nếu mà nó hồi lên 1240 tích cực nha, sau đấy nó quay trở lại nó test đáy hai, nó đi lên thì ok, lúc đấy chúng ta sẽ xem xét khi mà nó hoàn thành cái mô hình hai đáy này. Còn nếu trong trường hợp khác, trong trường hợp tiêu cực hơn nữa, nó quay trở lại nó phá đáy này, sau đấy nó mới hồi lên. Và cái giai đoạn này nó tạo phân kỳ đảo chiều thì chúng ta sẽ tham gia ở đây. Vậy nên là chúng ta có hai điểm để tham gia, một điểm ở đây và một điểm ở đây. Nhưng mà với điều kiện trước mắt là gì, với điều kiện là gì, nó không được phá đáy thấp nhất ở đây, không được phá đáy ở đây em. Không được phá đáy thấp nhất này. Còn nếu mà phá đáy ngày mai mà nó lại phá đáy thấp hơn như này thì anh em có khi chúng ta phải suy nghĩ lại, bởi vì nó chưa ăn thua đâu, nó chưa ăn thua đâu. Thì anh em phải chú ý nhá, anh em phải chú ý. Nên là phải quan trọng cái này. Biết là nó ngày mai trở đi nó không có phá cái đáy của thấp nhất của ngày hôm nay mà nó cứ phục hồi lên, phục hồi chậm cũng được ha, phục hồi chậm cũng được, nó lên đến quanh 1240 sau đấy quay trở lại là ok. Quay trở lại test thì lúc đấy chúng ta sẽ có xem xét các cái dữ liệu ở ở dưới này, sau đấy chúng ta mới biết được như thế nào ha. Thì trước mắt trong ngắn hạn, nhấn lại cho mọi người rằng nhấn mạnh lại này là chúng ta sẽ xử lý cổ phiếu đang kẹp hàng, đưa về hòa vốn, lãi thì bán, hòa vốn thì bán. Nếu mà nó đi lên đây mà nó đi lên hình chữ V luôn thì chúng ta sẽ tìm mua những cái điểm bùng nổ sau này. Còn nếu mà nó quay trở lại nó test đáy hai cao hơn thì chúng ta sẽ mua khi nó hình thành xong cái đáy hai, các cổ phiếu hình thành đáy hai. Nếu mà trong trường hợp mà nó về tạo phân kỳ thì chúng ta sẽ tìm bắt các cổ phiếu phân kỳ
Đó, anh chị em trước mắt cứ xử lý như vậy cho em. Còn để mà giai đoạn này mà để mà đánh giá là thị trường nó đã đảo chiều đảo chen hay chưa thì em đánh giá là chưa, chưa đủ dữ liệu ha, chưa đủ dữ liệu để đánh giá. Nên anh chị em cố gắng ha, cố gắng bảo toàn cái NAV của chúng ta trước mắt đã. Thì thị trường ngày hôm nay thì em chỉ muốn nhận định như thế thôi, còn chưa có cái gì mới, bởi vì suốt cái quá trình này thì em nhắn mọi người này, đây là chỉnh này, đây là chỉnh, đây sideways down giai đoạn này em bảo là chỉnh, chỉnh khi nào xuất hiện đạp đập mạnh ép bán này kia anh chị không chịu đứng nữa bán thì ngày hôm nay nó xuất hiện rồi, và khi mà nó xuất hiện rồi thì chúng ta không nói nữa. Bây giờ chúng ta chỉ lo những cái dự phóng tương lai như này ha, dự phóng những tương lai như này. Thì anh chị em cố gắng theo dõi những cái chuỗi video mà em làm nhận định hàng ngày trong tuần đó là được ha. Thì chào tất cả mọi người nha, mọi người nhớ để lại cho em những lượt like này, ai chưa có người đồng hành và chưa biết xử lý, chưa biết bắt đáy cổ phiếu như nào thì liên hệ với em qua số điện thoại ở trên màn hình, đó cũng là số Zalo ha. Về làm khách hàng của em thì em sẽ cơ cấu cũng như từ là hướng dẫn cho mọi người cách bắt đáy ha. Thì anh chị em thấy rằng là khi mà chúng ta ai bảo bắt đáy cụt tay này, chúng ta có cơ hội, chúng ta có kỹ năng thì chúng ta sẽ bớt đi được một phần nào đấy kiểu cái kỹ năng kinh nghiệm ha. Thì mọi người cố gắng tập trung vào cái bản em dự phóng này ha. Xin chào tất cả mọi người nhớ để lại cho em những cái like ha.